Nhận được thông tin ba đường dây vận chuyển ma túy tại tỉnh Sơn La, Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng sẽ giao nhận ma túy trong đêm. Vietcombank ra mắt chương trình khách hàng thân thiết VCB Rewards, giao dịch tích điểm đổi qua. Ngay lập tức, các tổ công tác của ban chuyên án đã mật phục và bắt gọn các đối tượng. 4 kg ma túy tổng hợp, 4 bánh heroin, gần 3.000 viên ma túy đã bị thu giữ tại hiện trường. Đây chỉ là 3 trong số gần chục chuyên án ma túy bị triệt phá ngay trong những ngày đầu tháng 10. Theo lãnh đạo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, ngay khi cả nước bắt đầu nới lỏng giãn cách, các đối tượng buôn bán ma túy đã dùng nhiều phương thức vận chuyển nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Tội phạm ma túy thì trên đề lợi dụng cái địa hình, đặc biệt là đường núi khó khăn và trên biên giới. Cái thứ hai là lợi dụng cái việc mà luồng xanh qua cửa khẩu và luồng xanh trong quá trình vận chuyển hàng hóa trong mùa dịch. Đối tượng đã cất giấu các cái loại ma túy vào các hàng hóa, có nhiều loại ma túy nó mới nên là cũng được sản xuất với hình thức khác nhau nên là cũng khó khăn cho cái việc này. Do có đường biên giới tiếp giáp với nhiều quốc gia và nằm gần khu vực Tam Giác Vàng nên các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy đã chọn Việt Nam là địa bàn trung chuyển, đưa ma túy vào nội địa, sau đó vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ. Đáng chú ý, số lượng ma túy bị phát hiện trong các chuyên án gần đây đều rất lớn. Có những cái chuyên án vừa rồi chúng tôi phối hợp với Bộ Công an đấu tranh bắt giữ cái đường dây là trên 500 kg ma túy, đấy là bắt chia thành 3 giai đoạn, còn giai đoạn đầu là 342,5 kg ma túy. Đấy, ví dụ như ma túy là không có chiều hướng giảm. Do các đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn, sử dụng công nghệ cao để liên lạc vận chuyển ma túy, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải tăng cường nhiều biện pháp nghiệp vụ và phối hợp để truy bắt. Tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, đặc biệt là có những đội ngũ cán bộ chuyên sâu và tinh gọn mạnh, sử dụng khoa học công nghệ, phương tiện kỹ thuật để đấu tranh với các hoạt động tội phạm, phối hợp với các lực lượng chức năng ở địa phương, công an, hải quan và các nước khác để đấu tranh chống tội phạm này. Chỉ tính riêng trong tháng 9, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cả nước đã triệt phá 29 vụ án, thu giữ 87 kg ma túy, nâng tổng số ma túy bị phát hiện từ đầu năm đến nay lên con số gần 950 kg ma túy các loại cùng nhiều tang vật liên quan.